Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra điện thoại bị hao nguồn. Một số bạn xài điện thoại á, cho dù mới mua hoặc là sử dụng nó lâu rồi, thì các bạn có phản ánh với mình đó là tại sao cái điện thoại các bạn xài rất mau hết pin nha các bạn. Cái hiện tượng hết pin đó, người ta cũng gọi là hiện tượng hao nguồn hoặc hao pin. Ở đây có một số trường hợp mà có dẫn đến cái hiện tượng hao pin hoặc hao nguồn trong điện thoại di động. Khi bạn xài một cái điện thoại di động, dù cho máy iPhone, máy smartphone hoặc là máy điện thoại cua ốc như thế này, gọi là máy cỏ nha các bạn, thì các bạn có cái chiếc điện thoại của mình sẽ có hai phần. Phần thứ nhất á, các bạn nhìn thấy không, đây là phần cục pin, pin điện thoại di động. Thứ hai là phần thân máy. Thân máy là bên trong cái thân máy là gồm mình sẽ có những cái mainboard như thế này, nó sẽ làm cho cái chiếc điện thoại di động này hoạt động. Thế thì nguyên nhân hao pin cho điện thoại di động á, thì nó sẽ có hai phần, một là nguyên nhân do mainboard, hai là nguyên nhân cho pin nha các bạn. Cái cách kiểm tra của pin á, nó nhiều nguyên nhân nó gây ra hao pin hao nguồn điện thoại di động. Thứ nhất là pin bị phù nha các bạn, pin phù nè, bóp vô nè, thấy các bạn nhìn nó phù á. Đây là cục pin phù. Còn đây là trường hợp mấy cục pin mà pin không cầm nha các bạn, pin chai á. Các bạn xài lâu, sử dụng thời gian lâu rồi các bạn, nó pin nó bị chai nha các bạn. Nó nạp á, mình nạp vô, mình sạc vô là nó không đủ cái dung lượng pin của nó nha các bạn. Bình thường á, ví dụ là sao bình thường, ví dụ nó full 100% đi, còn ở đây á là nó mới đầy. Thì bình thường mấy cái pin mà pin chai á, hello, nó sạc lên không đủ 100% đâu nha các bạn, nên các bạn cái dung lượng của nó chứa sẽ còn giảm đi. Vì vậy mà các bạn sử dụng xài rất mau hết pin nha các bạn. Còn một trường hợp nữa là pin bị pin không cầm nha các bạn. Pin không cầm á là các bạn sạc vô thì nó không nạp đủ, nó cũng y như cái trường hợp bị chai pin. Nhưng mà trường hợp ở đây á, là pin nó không cầm, không giữ được cái lượng điện bên trong á, nó cũng gây là hiện tượng hao pin nha các bạn. Hao pin hao nguồn á là các bạn xài trong thời gian rất ngắn. Thay vì mấy cái chiếc điện thoại này á, mình ví dụ nha, là các bạn có thể xài được khoảng 2-3 ngày. Nhưng mà một thời gian nào đó thì các bạn xài á, tự nhiên xài khoảng hơn 1 ngày là nó đã hết pin rồi nha các bạn. Như vậy vấn đề ở đây á là nguyên nhân một phần hao pin á, do pin, nguyên nhân từ pin cục pin này nha các bạn. Thì nó nguyên trường hợp này á, thì pin hư thì các bạn mua pin mới rồi xài cho mình đó. Đây là trường hợp thứ nhất. Còn cái trường hợp thứ hai á là nguyên nhân hư pin hao pin á là do xuất phát từ cái mainboard điện thoại di động. Ở đây mình sẽ đề cập đến cái hướng dẫn các bạn kỹ cách kiểm tra cái mainboard điện thoại di động, có biết do cái main này nó bị hao pin hay không nha các bạn. Đây trên tay mình đó bạn, mình đã liệt kê hai nguyên nhân chính. Đây nè, đây là cái cách mà kiểm tra hao pin hao nguồn điện thoại di động nha các bạn. Cái hiện tượng hao pin này các bạn để ý quan sát cho mình nha, cái y dòng y á nó lớn hơn một lớn 0mA nha các bạn. Nó từ vài chục mA trở lên nha các bạn. Có thể từ thấp nhất là 10, khoảng 10 hoặc là lên khoảng vài trăm mA. Là hao pin nè các bạn. Thứ nhất là do chạm trước. Chạm trước là các bạn khi cấp nguồn vô á, mà các bạn chưa bật nguồn á, nó đã xuất hiện hiện tượng hao pin này nha các bạn. Chạm sau, còn trường hợp chạm sau á là hao pin, cái này là trường hợp hao pin dòng chờ. Cái dòng chờ này là gì các bạn? Chính là khi mà các bạn bấm nút mở nguồn á. Nè, sau khi các bạn mà mở nguồn như thế này á. Này sau khi boot nha các bạn. Đây là cái quá trình điện thoại boot lên nha các bạn, nguồn đó là có điện thoại đã boot lên rồi là nó khởi động lên đó các bạn. Sau đó nó cái chế độ dòng chờ chính là cái hiện tượng mà tắt màn hình, cái màn hình của mình ở trạng thái standby.
Thế là các bạn, khi màn hình á, khi mình tắt như thế này á, đó là cái là nó ở chế độ standby, là dòng chờ nha các bạn. Các bạn bật lên nó hiển thị màn hình đó là ok nha. Rồi, sau đây là phương pháp để mình hướng dẫn các bạn để kiểm tra cái mainboard điện thoại di động nó bị hao pin hay không nha. Các bạn sử dụng cho mình một cái bộ nguồn. Đây là cái bộ nguồn để cấp nguồn cho điện thoại di động nha các bạn. Nó thay thế một cục pin bình thường thôi. Thay vì mình sử dụng một cục pin đó mà đấy, mình nó sẽ thay thế cho mình cục pin. Đồng thời nó sẽ xác định cho mình cái dòng mà tiêu thụ của cái mainboard điện thoại di động này, hay cái điện thoại này nó hoạt động bao nhiêu nha các bạn. Ở đây á, các bạn bật nguồn lên á, các bạn set cho mình cái mức, tại vì cái pin của mình nó có giá trị từ 3.8 đến 4.2V DC. Thì các bạn chỉnh cho mình cái mức 3.8 đến 4.2V DC nha các bạn. Để các bạn điều chỉnh cái núm điều chỉnh volume nè. Lên 3.8 đến 4.2V DC cho mình nha. Rồi các bạn chú ý quan sát cái giá trị thứ hai chính là cái giá trị ampere nè. Ampere kế cho mình nha. Sau đây mình thử kiểm tra chiếc điện thoại này như thế nào nha các bạn. Các bạn kẹp hai đầu âm dương cho mình vào vị trí của cục pin nha các bạn. Đây cục pin nè các bạn, nó có hai chân âm dương nha. Các bạn kẹp đúng vị trí của nó. Các bạn nhìn á, khi các bạn kẹp nguồn vô á, các bạn nhìn thấy cái dầu kim vòng nè. Từ vì mình chưa nhấn nút on off á, để bút khởi động điện thoại lên á, cái dòng y nè các bạn bắt buộc bằng không nha các bạn. Trường hợp này y bằng không á là nè, nó chạm trước nè các bạn. Ở đây nếu mà nó bị chạm trước nha các bạn, cái y này các bạn nó sẽ ở lớn hơn không nha các bạn, không bị liên be. Là khi mà các bạn cấp nguồn vô á, hay là các bạn cặp cái bộ nguồn này vô nè, là dầu đã xuất hiện, cái điện thoại nó đang ăn dòng rồi, nó cái dòng của nó á, nó sẽ ví dụ đi, nó sẽ lớn hơn 0 ampere. Còn cái trường hợp này á, là nó kho lúc đầu là nó kho, các bạn khi mà các bạn xác định vô là nó không bị chạm trước nha các bạn. Là các bạn cặp vô nè, các bạn nhìn xác định nhìn thấy cái kim vòng nè các bạn, nó không ăn, nó bằng không luôn nha các bạn, nó không nhích lên nha. Trường hợp mà nó nhích lớn hơn không á là nó bị hao nguồn nha các bạn, hao dòng á. Còn cái này là ok nha các bạn, là cái vấn đề mà chạm trước là không có nha các bạn. Các bạn kiểm tra cho mình hai phần chạm trước và chạm sau. Cái phần chạm trước đã không có rồi, thì bây giờ mình tiến hành test coi có nó bị hao nguồn dòng chờ nha các bạn. Các bạn bật nguồn lên khởi động. Và các bạn cứ tiến hành nha, các bạn để yên cho cái điện thoại trên đi nha. Điện thoại của mình nó chế độ standby các bạn, nó tắt nguồn, nó tắt màn hình luôn nha. Đó, các bạn nhìn nè, cái màn hình lúc đầu là cái màn hình này mình khởi động nha các bạn. Đây là các bạn, màn hình mình khởi động nha, mình lấy nguồn mình cặp vô nha các bạn. Các bạn nhìn thấy dòng nó ăn này các bạn, ăn trên đây rồi các bạn, để cho cái nó chế độ standby các bạn. Cho nó thoát, nó tắt cái màn hình này đi nha các bạn, là chế độ dòng chờ nè. Rồi các bạn kiểm tra hai vấn đề cho mình, kiểm tra hai bên dòng chờ nó có bị hao pin không nha các bạn. Nè các bạn thấy nó tối màn hình không, tối màn hình này đồng thời dòng quá, dòng nó có giảm nha các bạn, tối màn hình này dòng giảm nè. À, nó tắt màn hình nè các bạn, cái dòng nó bằng không nha các bạn. Cái kim đồng thời kim nó nhịp một xíu nha các bạn, kim nó nhịp. Để kéo vô, các bạn chú ý quan sát cho mình nhé, cái kia y lúc này dòng điện tiêu thụ của cái điện thoại này lúc này bằng không. Cái trường hợp á, y mà chạm sau mà y nó lớn hơn không nha các bạn, nó ví dụ như trường hợp này nè, đây các bạn, mình chừng về mình giả sử á, khi mà cái màn hình mình giả sử cái chơi màn hình này nó tắt nha các bạn, mà dòng nó lên như thế này. Nếu mà là chế độ standby, cái màn hình của mình đã tắt rồi mà dòng nó vẫn ăn như thế này nè các bạn, là chứng tỏ nó bị hao nguồn dòng chờ nha các bạn. Cái dòng chờ dòng standby nha, nó vẫn còn ăn dòng, nó lớn hơn không nha các bạn. Là cái trường hợp này á là nó bị hao pin có thể nguyên nhân á, thứ nhất là phải nhớ nha các bạn,
khi mà trường hợp, những trường hợp mà hơi bị dòng trời như thế này á các bạn, nếu mà trường hợp mà các bạn trong điện thoại nè, các bạn có thể nhớ, các bạn thử tháo thẻ nhớ ra cho mình nha, tháo thẻ nhớ, tại vì một số trường hợp á là cái thẻ nhớ này nó bị gãy, bị hư lỗi nha các bạn, thẻ nhớ bị lỗi nè, nó sẽ gây ra cái hiện tượng hao pin dòng chờ. Đây, rất nhiều trường hợp xảy ra nếu mà các bạn nào có xài thẻ nhớ là các bạn cứ thử tháo thẻ nhớ ra cho mình nha, mấy thẻ nhớ này hay bị lỗi nha các bạn, nó gây ra hiện tượng hao pin dòng chờ. Còn trường hợp thứ hai á, nó bị nguyên nhân nó bị hao pin do có mấy cái linh kiện bên trên nè. Còn một trường hợp nữa là bị vô nước. Khi mà nó vô nước á thì mấy cái socket này nè, nước mà nó vô mấy socket này bị oxy hóa nha. Oxy hóa rồi mấy cái con linh kiện nè, tụ trở hay xung quanh bên trong CPU nè các bạn, nếu mà CPU này không đủ keo á là nó sẽ chui vô bên trong á. Nó sẽ gây ra ten nha các bạn. Làm cho linh kiện bị chạm chân bên trong á, nó gây ra hiện tượng là dòng chờ nó bị hao pin nha các bạn. Những trường hợp này á, các bạn xác định á, có thể là các bạn khi mà chạm trước hoặc chạm sau nha các bạn, các bạn dùng cho mình cái đồng hồ đo dò chạm CIC ở đây nè các bạn, đồng hồ dò chạm nha các bạn, đồng hồ dò chạm. Đo chạm. CIC. Rồi các bạn cứ dùng cái đồng hồ đo chạm CIC cho mình nha. Để các bạn kiểm tra cái hao pin khi mà cái main board điện thoại của mình nó bị chạm trước hoặc chạm sau nha các bạn. Cái đồng hồ này á, nó giống như cái đồng hồ số bình thường nha các bạn. Là nó giống đồng hồ của mình nè. Nhưng mà các bạn đo á, khi các bạn bật cái thang đo nó lên á, nó đo tổng trở khi mà các bạn chấm vô linh kiện các bạn. Khi mà các bạn đo hai đầu linh kiện á thì nó sẽ xác định ra cái tổng trở ở đây. Khi mà cái tổng trở nó càng thấp nha các bạn là chứng tỏ cái linh kiện nó bị chạm nha các bạn. Các bạn so sánh ở trên YouTube này các bạn có nhiều cái cách mà để độ chế cái đồng hồ bình thường thành cái đồng hồ đo dò chạm CIC nha các bạn. Các bạn mua cái đồng hồ á, các bạn có thể xem mấy clip tham khảo trên mạng nha các bạn. Là từ cái đồng hồ số nè, các bạn có thể độ chế thành cái đồng hồ đo dò chạm CIC được nha các bạn. Rồi có cái đồng hồ này các bạn kiểm tra cái điện thoại bị hao pin nó do chạm trước hoặc chạm sau á, rất dễ nha. Rồi xác định được cái con linh kiện nào trên cái mainboard này của mình á. Xác định được, dò được cái mainboard này nè. Các bạn nếu mà cái tốt nhất là các bạn kết hợp với cái Sima sơ đồ của nó. Rồi các bạn xác định được cái con tụ con chở hoặc là cho cái linh kiện IC nào á, nó bị rò rỉ, nó gây ra cái hiện tượng chạm nha các bạn. Nè, nó chạm hao pin chơi, nó bị chạm trước hoặc chạm sau. Các bạn đều có thể dùng cái đồng hồ CIC đo chạm chạm CIC nè, các bạn có thể xác định được nha. Rồi như là vậy là trong video mình này á, mình đã hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cái mainboard bị hao nguồn á hay là bị hao pin bằng hai bước, là các bạn kiểm tra cái của mình á nó bị chạm trước hoặc chạm sau nha các bạn. Nếu mà cái trường hợp cái dòng y tốt nhất á, y bằng không á, nè khi mà đo được cái hai cái trường hợp này y bằng không á là ok nha các bạn, trường hợp này ok nha, good nha. Cái chạm trước chạm sau nó y bằng không á là tốt hết nha các bạn. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn hãy để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.